sống sót hai lần bị sát đánh. Người đàn ông trú tại Quý Châu, Trung Quốc, sống sót sau hai lần bị sát đánh chỉ trong vòng 5 phút, được cho là hy hữu. Khi đang ở bên ngoài căn nhà trong cơn giông, anh Liêu Nang nhìn thấy một luồng sáng trắng và ngã xuống đất, bất tỉnh. Anh tỉnh dậy sau vài phút, sau một lần nữa nhìn thấy luồng sáng được rỡ từ tia sét và gục ngã. Khi bừng tỉnh một cách kỳ diệu lần thứ hai, anh thấy vợ con đang vô cùng lo lắng. Người đàn ông sau đó được đưa đến bệnh viện. Địa phương, tại đây, Bác sĩ xác nhận Liêu đã thoát chết tới hai lần. Anh bị bỗng đầu ba ở bàn chân, thắt lưng và mông. Khi đó tôi đã gục ngay tại chỗ, phải mất một lúc mới tỉnh. Sau đó ánh sáng lại xuất hiện, tia sét đánh xuống khi tôi vẫn chưa thể ngồi dậy. Dù biết mình bị sét đánh, tôi không ngờ rằng cả mặt đất cũng nhiễm điện. Anh kể lại, hôm 26 tám sét đánh thường gây tổn thương nghiêm trọng cho làn da của nạn nhân. Liêu không phải trường hợp ngoại lệ. Đến nay, sau một tháng, anh vẫn phải vật lộn với các thương tích đang trong thời, gian, trong thời gian lành lại. May mắn, tình trạng của anh đã ổn định. Khả năng một người bị sát đánh trong suốt cuộc đời là khoảng 1 trên 15.300. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, gần 90% nạn nhân bị sát đánh đều sống sót. Tuy nhiên, họ thường bị tổn thương thần kinh, rối loạn sang chấn, PTSD và các triệu chứng thần kinh. Điện tích từ sát có thể gây ra rối loạn nhịp tim, rối loạn chức năng não, mất ý thức lú lẫn hoặc mất trí nhớ. Một trong những biểu hiện phổ biến là liệt kê rau no, tình trạng tê liệt, lành cơ thể và mất mạch ở chi dưới. Nguyên nhân là tổn thương hệ thần kinh giao cảm. Các vấn đề khác bao gồm vết bổn nhỏ trên da có dạng chấm hoặc dạng lông, phân nhánh, thủng màng nhĩ hoặc đục thủy tinh thể trong vài ngày. Người bị sát đánh cần được hồi sức tiêm phổi, CPR nếu bị ngừng tim hoặc ngừng hô hấp. Bệnh nhân ngừng tim sau sát đánh khác với các loại ngừng tim do các loại chấn thương khác họ thường có tiên lượng tốt nếu được cấp cứu kịp thời các bác sĩ cũng có thể truyền chất lỏng nhằm giảm thiểu khả năng phụ não hầu hết bệnh nhân sát đánh có thể xuất hiện an toàn trừ khi nghi ngờ ảnh hưởng tim hoặc tổn thương não